Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi tham quan khi chợ xe máy cũ được gọi là lớn nhất thành phố Hà Nội các bạn nhé. Và dọc theo tuyến đường Xuân Thủy, rẽ theo hướng chùa Hà thì ngay cạnh chùa Hà là cái chợ bán xe máy cũ. Và đây là khu vực cổng chợ. Và ngay ở đầu cổng thì cũng đã có những người mời gọi mua bán rất là nhộn nhịp. Và đây là cổng chính của chợ. Đây, rất là nhiều xe, đủ các loại xe. Đặc biệt là xe tay ga thì quá nhiều các bạn nhé. Rất là phong phú. Everlet. Xe cũ, xe mới chạy lướt là cũng có hết các bạn nhé. Có những xe cũng chỉ mới chạy 1-2 tuần cũng đã mang ra bán. Và có những cái xe cũ nát cũng có đầy đủ. Ta hồ một lựa chọn nhé. Mênh mông thoải mái. Đây mới chỉ là cái góc đầu tiên thôi. Còn đi sâu vào trong rất là nhiều. Đủ các loại mẫu mã xe, xe ga, xe số. Thậm chí là SH đầy đủ hết. Đây, suốt cái dãy này là rất là nhiều xe mới này. Phía bên là tay ga này. Rất là thoải mái mình lựa chọn các tầm tiền. Ở đây là những cái ngách trong cũng rất nhiều. Vì lối đi lại nó hẹp cho nên là mình cũng chỉ quay một số những cái chỗ đường rộng thôi. Còn rất là nhiều trong cái ngõ ngách trong lòng trong. Đặc biệt là xe số thì người ta để ở phía trong rất là nhiều các bạn nhé. Đây là mình mới quay phía ngoài thôi. Đấy, rất là nhiều mẫu mã. Các loại Honda, Yamaha đầy đủ hết. Thoải mái mình lựa chọn. Và cái chợ xe thì nằm cạnh ngay sát cổng chùa Hà các bạn nhé. Nếu các bạn không nhớ thì cứ đi đến chùa Hà là sẽ tới. Giá cả rất là hợp lý. Tầm tiền nào cũng có thể mua được.